thắng lại á, mình nổ đúng không? Đi anh nổ cái anti, nếu mình muốn nổ cái anti vô đai á là anh phải mở thắng ra nè. Cái nhất, cái hai là lấy dây anh buộc lại để làm gì, để cho khi máy nó rung á, treo cây xuống. Treo cây á là nó hay gì, để đất á nó rung rồi này nè, cạch này nè, cạch này nó bật ra thì anh phải bật thắng này ra ha, mở thắng. Mở thắng làm gì cho cái chuông này quay nè, nó quay ha, chứ còn cái thắng này lại cái chuông này cứ ngắt thì nó nổ cái anti vậy, cái cúc dơ nó quay trong thời gian dài nó sẽ tạo ma sát, nó sẽ nóng, thấy không? Mình mới mở này ra. Và hai nữa là mình lấy dây buộc này lại nè, mình treo lên cây. Treo lên cây để làm gì? Treo lên cây để mà nó rung nó lắc này nè, giống như mình cầm trên tay mình vậy đó, hiểu không? Hiểu không ha? Đó thì nếu mà anh thắng lại vậy đó, nó nóng, nó sẽ cháy cái nồi này ha, cháy nồi cháy rồi tùm lum nè. À, và là ảnh hưởng tới cốt dên luôn, tuổi thọ cốt dên của anh sẽ bị rớt, thì nóng cái cốt dên này dẫn nhiệt vô ha. Đó anh kỹ mà kỹ không đúng ha, đúng ra người ta đô đai là đô đai tải, có nghĩa là gì, người ta mua máy mới về đổ xăng vô là cưa, nhưng mà cưa nhẹ thôi, đúng không, để cái ga của mình nó lên xuống đều đặn ha, thì nó đốt hết được nhiên liệu nhớt đây nè. Anh đốt không hết nhớt được, anh nổ anti á, nhớt anh đốt không hết được, nó sẽ tụ lại trong cái bô này và nó chảy ra đây, nó dơ máy là cái nhất. Cái hai là nó sẽ ướt cái bô đi và nó hư cái bô đi. Và cái thứ hai ha, lợi đâu thấy tiền thấy hại không, đúng không? Hao xăng nữa, nó cũng nổ 4-5 lít xăng hao xăng nữa ha. Đó nên đó, mấy ông toàn là truyền miệng với nhau không à ha. Ông này nói như vậy vậy, ông kia chỉ nghe theo thôi, chứ thật ra mấy ông đâu nắm kỹ thuật đâu, đúng không ha. Thì cái này á là nó không thuộc vào bảo hành nha, nó là do người xài, em hiểu ý nó không ha. Bây giờ em sẽ mở ra và nó hư cái gì mình sẽ thấy cái đó, đúng không à. Đó đây nè, anh thấy dưới đây chày không, chày nhem hết không, anh để dưới đất nó rung á, thay vì máy cưa của người ta hoạt động mà ta cầm tay chứ không ai để dưới đất hết, còn để dưới đất nó rung rồi nè, đúng không, nó rung riết hay nó chày đây nè, chày hết trơn nè, thấy chưa, đúng không? Thì cái khi nó rung rồi nè, rung rồi nè, thì thắng này tự bật, tại vì chế độ của cái thắng này là thắng an toàn, là khi máy mình gặp sự cố là cái tay mình nó quơ nhẹ thôi là nó thắng lại đờ sơn, nó cứng lại để mà làm gì, để nó an toàn, anh hiểu không, giống như cái bảo vệ á, cái an toàn ha. Thì khi thắng lại như vậy rồi mình vô tình mình không biết đi, thì để nó quay riết thời gian dài thì nó sẽ bị cháy. Cái hiện tượng này em bán ở đây, em bán 10 năm nay, bán từ cái ngàn cái máy cưa rồi, thì nó bị khoảng 3 cây bị ham ha. Đó, cũng bị 3 cây thì do người xài thôi anh, không phải do lỗi kỹ thuật hay lỗi máy gì hết ha. Nó rung riết mà anh thấy là nó rung một vị trí, có nghĩa là anh thấy cái lỗ lủng này nè, là cái cục đá nó nằm ở đây, đá ở đây nó rung riết, nó gõ riết nó lủng ở đây, thấy không? Đó, như những chỗ lủng này là cái vị trí là cái đá nó cấn à, thì nó rung riết, nó cứ gõ một chỗ riết giống như mấy đầm á, nó sẽ lủng ở đây, đúng không? Ừ, lủng không đó vậy ha. À, bài học kinh nghiệm thôi, nói chung là xương máu, về nói lại với mấy ông kia đi để cho đời con đời cháu ổng không bị nữa, đúng không? Rồi ok, thì là tôi mua rồi là mình cắt luôn, anh cắt nhưng mà cắt nhẹ thôi, có nghĩa là mình cắt nương, mình cho nó tập á, giống như đứa nít mà mình cho nó tập vậy đó, tăng dần dần lên, ví dụ mình tăng nương một xíu, mình dìu nó từ từ lên, ví dụ ngày đầu tiên là cưa 50% công suất, ngày sau thì cưa 70, rồi ngày thứ ba nữa là dứt hết luôn đó, nó là như vậy hiệu quả. Còn anh nổ cái anti lằn xăng á thì nó mới được có 10% mà anh ra mà anh đưa vô gốc cây nhỏ anh cưa thì không nói, nhưng mà đưa vô gốc cây lớn á, anh xuyết phát từ 10% mà nhảy cái phèo lên 100% là nó lúp luôn, nó cũng vẫn xước với tông như thường, tại vì sao nó không có quen được, mới tập chạy được chứ mà giờ mà anh mới tập bò mà đứng vậy anh chạy thì anh té bỡ mỏ đáng chịu, đúng không? Ừ, đó vậy thôi. Đó, đây là một cái lỗi của người sử dụng rất là phổ thông. Những người ta đu đai nổi cái anti á, mà người ta ví dụ như người ta lấy dẻ ta lót á, dẻ lót á, nó rung á thì nó không có bật thắng ra được, đúng không? Và nhiều người ta đu đai nó kỹ, người ta sẽ bật thắng ra, còn nhiều người tảo nó giật thì nổ máy xong cái người ta thắng lại, nó cứ để nó nổ lằn xằn vậy thì nó sẽ cháy nồi thôi ha, cháy nồi thôi, cháy nhiệt nóng này nó sẽ làm
anh thấy nó màu đen rồi nè, là té là lúc đó là nó đỏ luôn á, đỏ lên luôn á, đỏ nóng á, đỏ luôn á, đẩy rế đạn lên bằng nhựa ha. Rồi lấy cái bấm bấm lại giật con máy cho xoay khúc dên nó ra, xịt miếng nhớt vô cho nó trơn.